Đúng rồi. Đấy, cho nên là anh nghĩ là mình càng trẻ thì mình càng phải thất bại nhanh. Có nghĩa là À, mấy hiểu. có nghĩa là bây giờ là theo anh là đối không biết là mọi người như thế nào, nhưng đối với anh thì khi mà mình còn trẻ thì mình cứ dấn thân vào, mình thất bại cũng được không sao, thất bại càng sớm thì mình sẽ rút ra bài học càng sớm, và mình sẽ càng nhiều tuổi lên thì mình sẽ có càng nhiều kinh Kinh nghiệm nghiệm và mình hơn. càng nhiều bài học. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vũ Ngọc Thức. Ngày hôm nay thì anh em mình xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Thông, đang làm về công việc media chụp ảnh cũng như là một MC rất là chuyên nghiệp, là cũng là một cái người bạn của Thức. Và trong cái thời gian vừa qua thì anh em mình cũng đóng với nhau rất là nhiều những cái video mà nó mang rất là nhiều những ý nghĩa. Thì ngày hôm nay thì hai anh em mình cũng sẽ trao đổi với các bạn một vài những cái góc nhìn về chủ đề về tình yêu. Đấy, thì không biết là theo em thì về về cái quan điểm mà khi mà em chọn người yêu, thì theo em thì cái quan điểm của em khi mà em chọn một cái người yêu thì em sẽ chọn như thế nào? Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay được anh Thức qua đây trao đổi với mình và cũng như hỏi về cái chủ đề về tình yêu thì mình rất là ngạc nhiên luôn đấy, thật. Theo cái quan điểm của em ấy thì trước tiên là phải có tình bạn thì mới có tình yêu anh ạ. Ừ. Đúng không ạ? Mình sẽ đi lên từ tình bạn. Đúng rồi ạ. Phải đi lên từ tình bạn. Ừ. Nhưng mà bây giờ anh lại có một quan điểm nha, có rất nhiều người lại có tình yêu sét đánh mà không đi đến từ tình bạn. Ừ. Tình yêu sét đánh á, cái này thì em cũng từng trải qua. Thật ra tình yêu sét đánh thì nó rất đơn giản thôi, ví dụ như là em đi ăn cưới một người bạn thôi mà tự nhiên cái ánh mắt là em với bạn ấy như kiểu là cũng cái gì đấy nó vô hình mà mình không nhìn thấy đâu, nhưng mà cứ như hai cái con mắt của em và bạn ấy nhìn với nhau ấy, nó tạo ra một cái sóng từ gì ấy, nó hút nhau ấy, có thể là cảm nhận được là à tôi thích bạn, bạn thích tôi luôn, kiểu như thế, đấy gọi là tình yêu sét đánh à. Em thấy nó rất là bất chợt và rất là nhanh, giống như kiểu là một cái tia sét nó lóe lên phát Ừ. thôi đấy. Nó khác với kiểu khi mà phải đi tán một người con gái khác, em thấy nó rất là mất thời gian thật. Còn cái này thì mình cảm nhận bằng từ cái ánh mắt của mình, cái đôi mắt của mình. Đấy. Thế thì theo em, như lúc nãy em chia sẻ là mình khi mà mình yêu thì mình sẽ bắt đầu từ tình bạn và mình đi lên và mình phát triển thành tình yêu. Thế thì ví dụ như là đối với em thì theo em đánh giá là ví dụ như là khi mà mình có một cái tình yêu sét đánh và mình quyết định nhanh thì như thế nó có tốt không? Thật ra thì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau và một cái hoàn cảnh khác nhau. Vì ví dụ như là không chỉ riêng em hay những người khác thì có những người họ cũng có những cái quan điểm giống em vì họ đã từng trải qua rồi mà. Đấy, còn với riêng em thì yêu nhanh thì cũng sẽ tàn nhanh thôi. Đấy là quan điểm của em. Đấy. Vì người ta bảo rồi, cái gì dễ dễ dàng thì cũng sẽ rất dễ mất đi. Đấy. Nên là khi mà tán gái thì phải tán một cô gái mình bỏ nhiều thời gian nhất có thể. Đấy. Vì mình muốn chinh phục người ấy mà. Cái gì nhanh quá thì cũng không tốt anh ạ. Vâng. Em là như vậy. Thế thì ví dụ như là để mà em có một cái kiểu dạng như cái gì nhỉ? Một cái tiêu chí của em đi, một cái tiêu chí của em khi mà em lựa chọn người yêu thì em sẽ có những cái tiêu chí gì? Tiêu chí để mà có một cô người yêu hoàn hảo nhất có thể gì? Thứ nhất là phải xinh rồi, thứ hai là phải có một chút vóc dáng. Đấy. Em thì cứ quan điểm là nét dáng nhì ra, mà thứ ba thì về tính cách. Đấy, tính cách là phải ok một chút, gọi là không có quá là lố lăng, kiểu em thích mẫu mẫu người con gái kiểu là đoan trang mỹ miều và không kiểu nghịch ngợm quá ấy. Đấy, và em cũng không hiểu, không thích những bạn con gái tóc ngắn quá, kiểu hơi tông bò một chút em không thích.
Em thích con gái kiểu là tóc nó phải dài dài cơ. Mặt hình trái xoan thì càng tốt. Mũi dài thì cũng được ấy, mũi cao ấy. Em thích những bạn như thế. Thế thì ví dụ như là có một một cái cô gái mà đẹp đấy, xinh nhưng mà tính cách thì không được ok cho lắm, thì theo em cái giữa cái việc lựa chọn một cái người mà xinh nhưng mà tính cách không ok so với một cái người là có thể không được xinh lắm nhưng mà cái người đấy rất là tính cách rất là tốt, rất là biết suy nghĩ cho người khác, rất biết chăm lo cho gia đình, và có thể đâu đó cũng có thể làm kinh tế tốt, ví dụ như thế đi, thì mình theo em khi mà đứng giữa hai cái sự lựa chọn đấy thì em sẽ lựa chọn cái phương án nào? Cái câu hỏi này rất là khó, bởi vì ai cũng thích cái đẹp đúng không ạ? Cái đẹp thì thực sự là nếu như để mà chọn luôn ấy, chọn ngay vào luôn thì em chọn người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng mà để nghĩ sâu xa và có một tí tương lai, theo mà cái gọi là người ta bảo là nữ công gia chánh đúng không? Mình cần một người vợ là biết chăm lo cho gia đình, sau này thì mình cảm thấy nó sẽ ok hơn. Thì theo em hai cái này có thể bù trừ cho nhau đúng không? Một người xinh thì tính cách chưa ok, còn người kia tính cách ok nhưng mà không xinh lắm. Thì nếu như mà tính cách không ok mà bạn ấy xinh đúng không? Thì có thể sửa đổi dần được không anh? Thực ra cái này là em cũng hỏi Đúng cái gọi là hỏi để anh em mình có gọi là cái góc nhìn đấy thôi, nhưng mà thực tế rằng là một cái cô gái mà sinh rồi thì thông thường là họ cũng sẽ có những cái suy nghĩ nó tích cực, đúng không? đúng Bởi vì là rồi. khi mà người ta có những suy nghĩ tích cực thì người ta mới mới biết cách để thể hiện ra bản thân của mình. Còn tất nhiên là ví dụ với một cô gái mà xuề xòa quá thì đôi khi là cái gọi là cái thứ bên trong cũng chưa chắc đã là có nhiều. Nhưng mà tất nhiên ở đây là khi mà mình có một sự lựa chọn thì bao giờ mình cũng sẽ là lựa chọn cả hai, Khi đúng không? rồi Đấy, lựa chọn cả hai là một cái. Còn tất nhiên là ví dụ như là không ai có thể hoàn hảo được tất cả mọi thứ cả, thì ai cũng có điểm yếu, ai cũng có sẽ có những cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Nhưng mà ở đây là chúng ta dùng hai thái cực hoàn toàn khác nhau để chúng ta so sánh thì nó đang hơi khập khiễng. Khập Có nghĩa khiễng. là ở đây là mình gọi là anh đang hỏi thế để xem là mình có những cái suy nghĩ như là, bởi vì thực tế rằng có rất nhiều người hỏi như thế, nhưng mà đối với quan điểm của anh thì hai cái thái cực nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Một cái người xinh và một cái người mà giỏi, không phải là cứ ai giỏi mà không xinh, đúng không? Có rất nhiều người dân và đa số những người tài giỏi là những người xinh, Những người tài giỏi đúng thường không? là những người Bởi sinh vì đúng là không? những người tài giỏi thì họ mới có tiền để họ chăm sóc cho cái sắc đẹp của mình. Cho nên là cái việc là giữa tài giỏi và xinh thì nó là hai một cái hai hai cái phạm trù, nó cũng không thể đưa ra so sánh được mình chọn cái nào là cái nào. Căn bản nhất vẫn là cái sự phù hợp của mình thôi. Đấy, và ví dụ như là cái gu thẩm mỹ của mỗi người sẽ khác. Đấy, ví dụ như là đối với em thì có thể là cái gu thẩm mỹ đẹp của em nó sẽ khác đẹp của anh, Đúng rồi. đúng không? Đúng rồi. Đấy, cho nên là người bảo là lựa chọn những cái việc là một người phụ nữ đẹp hay là một cái người phụ nữ tài giỏi thì rất là khó. Đấy, cho nên là cái này thì nó đến từ cái cảm nhận của mỗi người. Ai ví dụ như là đẹp thì đối với anh đẹp khác, nhưng mà đối với em thì đẹp lại sẽ khác. Ví dụ như là em thì em bảo là không thích một cái người phụ nữ cắt tóc ngắn. Đấy, nhưng mà đối với em thì có thể là một cái người phụ nữ cắt tóc ngắn là một người rất là cá tính, và đôi khi là anh lại thích những người cá tính như thế. Đấy, cho nên là cái hai cái phạm trù này thì anh nghĩ là khi mà các bạn đang theo dõi cái video này thì có lẽ là đứng giữa cái việc là một cái người phụ nữ đẹp với cả một cái người gọi là tài giỏi hay là một cái người gọi là có thể thông minh gì đấy thì có lẽ là nó rất là khó mà có thể để đưa ra để so sánh và để đánh giá xem là mình chọn cái nào với cái nào. Đấy, ok. Thì ví dụ có một cái câu anh em trao đổi tiếp là ví dụ như là em chưa lấy vợ đúng không? Em Đấy, chưa. em chưa lấy vợ thì em có tò mò cái cuộc sống mà trước lấy vợ và sau lấy vợ. Em có nhiều lúc em cũng nghĩ là sau này không biết mình lấy vợ sẽ như thế nào và làm sao,
và có được trọn vẹn như mình suy nghĩ không ấy. Ừ. Đấy. Không có cái tình yêu nào mà gọi là màu hồng mãi cả, đúng không? Ừ. Bắt đầu thì cái kết nó cũng phải do cái cả hai người cùng vun đắp nữa cơ. Ừ. Chứ không phải là một mình phải cống hiến tất cả vào đấy. Ừ. Đối với anh thì năm nay là anh cưới vợ được 10 năm rồi, hơn 10 năm. Thì mỗi một thời kỳ nó sẽ có những cái gọi là cái thăng trầm khác nhau. Ví dụ khi mà mình đang mới yêu chẳng hạn, ví dụ như là trong cái thời điểm này của em chẳng hạn, em đang yêu một cô gái nào đấy, thì tất cả những thứ gì mà nó đang gọi là tốt đẹp nhất mình thể hiện ra, đúng không? Vâng. Hoặc là cô gái mà em đang yêu thì cái cô đấy cũng sẽ là dùng tất cả những thứ gì tốt đẹp nhất đấy để mà thể hiện ra. Và thậm chí ví dụ mỗi ngày thậm chí là nhắn tin đi nhắn tin lại rồi hỏi thăm là anh ăn cơm chưa, rồi là anh hôm nay anh làm gì, anh có khỏe không, hay là quan tâm với nhau rất là nhiều. Vâng. Thì đấy là trong cái giai đoạn là mới yêu và đang trong giai đoạn yêu mà chưa tiến tới hôn nhân, thì tất cả những cái điều tốt đẹp nhất là chúng ta đều xông ra đấy để có thể là tán được đối phương kia đấy. Và dần dần khi mà chúng ta bước vào cái cuộc sống hôn nhân cũng như là tại sao có những cái lý do mà những cái cặp đôi mà yêu nhau lâu năm ấy, thì thông thường là đến tầm khoảng năm thứ 6, năm thứ 7 là họ có xu thế chia tay. Bởi vì thực tế là khi mà mình yêu nhau lâu thì tất cả những cái sự mới mẻ nó không còn. Rồi thậm chí là trong rất nhiều khoảng thời gian lâu như thế thì cái sự quan tâm nó không còn quá nhiều và nó sẽ thể hiện ra những cái điểm yếu của đối phương. Vâng. Đấy, thì lúc dần dần thì mình cũng sẽ trở nên là đôi khi nó trở nên quá quen thuộc. Đấy. Thế thì ví dụ như là khi mà mình bước vào cái cuộc sống hôn nhân thì 24/24 giờ là mình ở với nhau. Đấy, sau đấy thì khi mà mình bước vào cuộc sống hôn nhân thì nó sẽ vào cái vòng quay của cuộc sống. Sau đấy thì mình sẽ phải có trách nhiệm với con cái này, gia đình này, rồi mối quan hệ hai bên, rồi ông bà đấy, họ hàng hai bên. Sau đấy lại khi mà có con rồi thì lại đến việc là cơm áo gạo tiền đấy, con ăn học như thế nào, rồi học phí, rồi là tất cả những cái thứ mà nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống của hai người. Đấy, và nó không còn giống như là lúc mình yêu nữa. Đấy, cho nên là ví dụ như là khi mà trong cái cuộc sống hôn nhân thì nó sẽ trải qua, có thể là đây là cái trải nghiệm của anh thôi nhé. Ví dụ như trong tầm khoảng từ 3 đến 5 năm đầu thì là một cái khoảng thời gian nó ít biến động. Đấy, ít biến động bởi vì là khi mà lúc đấy thì cái ngọn lửa của tình yêu nó vẫn đang còn, vẫn đang còn muốn khám phá với nhau. Đấy, và lúc đấy thì con cái nó cũng chưa quá là, thậm chí là có thể là hai vợ chồng lúc đấy còn chưa muốn sinh con. Đấy, hoặc là ví dụ khi mà mới sinh con xong thì con cái nó cũng đang nhỏ, chưa có nhiều áp lực về tiền bạc, cũng như chưa có nhiều áp lực về con cái. Thì có thể là trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm, 3 đến 1 đến 3 năm đầu thì cái cuộc sống hôn nhân nó cũng đang cũng có thể là được đánh giá là nó cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bắt đầu trong cái giai đoạn này thì hai người ở hai cuộc sống khác nhau về ở chung một nhà, có thể là tiếp xúc với nhau rất nhiều, rồi trong cuộc sống thì sẽ thể hiện ra cái bản thể, cái con người thật của mình. Thì lúc đấy thì có thể là đối phương sẽ thấy rằng người này có điểm yếu, thì sau đấy thì bắt đầu có thể xảy ra mâu thuẫn. Đấy, và bắt đầu từ năm thứ 5 cho đến năm thứ 10 là lúc bắt đầu cái ví dụ như là lúc đấy là cái người đàn ông bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Họ đi làm nhiều hơn, họ bị áp lực về kinh tế, họ bị áp lực về công việc. Đấy, còn người phụ nữ thì bị áp lực về gia đình, về con cái. Đấy, sau đấy thì có thể những cái mâu thuẫn mà lớn nó sẽ xảy ra ở trong cái giai đoạn này. Giai đoạn là từ khoảng 5 cho đến 10 năm thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn tương đối là lớn. Nếu như trong cái giai đoạn này mà hai vợ chồng mà không có những cái sự nhường nhịn với nhau, đấy, sự thông cảm và nhường nhịn với nhau thì rất dễ đến cái tình trạng là đổ vỡ. Đấy, cho nên là và cái trong cái giai đoạn này thì con cái cũng ví dụ như là có thể vào lớp 1
đấy, việc học hành của con cái nó cũng sẽ có nhiều áp lực. Vâng. Cho nên là cái trong cái giai đoạn từ 5 đến 10 năm thì cũng là một cái giai đoạn rất là thách thức. Đấy. Còn từ 5 đến 10 năm sau thì anh cũng chưa biết, bởi vì anh chưa trải qua đấy. Nên là đây là cũng có thể là cái chia sẻ từ cái bản thân anh trải nghiệm trong cái cuộc sống hôn nhân sau khoảng 10 năm. Đấy, có thể là cũng sẽ là những cái trải nghiệm cho em học trước, ví dụ như thế, để khi mà mình bước vào cái cuộc sống hôn nhân, bởi vì thực tế rằng là ngoại trừ là mình xác định mình không lấy vợ, thì còn nếu mà mình lấy vợ thì mình sẵn sàng mình đón nhận cái điều mà nó sẽ xảy đến trong cái cuộc sống hôn nhân. Thậm chí trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều lúc mà mình cảm thấy rằng là mình áp lực đấy, nhiều lúc là hai vợ chồng có khi cả tháng không nói chuyện với nhau đấy, bởi vì nó sẽ có những cái bất đồng quan điểm rồi xung đột, thậm chí là còn rất nhiều lần là đòi đưa nhau ra tòa, ví dụ như thế. Thì nhưng mà em có thắc mắc là tại sao đến giờ này hai vợ chồng anh vẫn đến giờ này thôi nha, còn giai đoạn sau thì mình vẫn phải là làm sao mình tiếp tục sống và mình có những cái mà trải nghiệm cũng giống như là mình phải biết nhường nhịn nhau đấy. Thì em có thắc mắc là cái trong giai đoạn vừa rồi thì anh có những cái bí quyết hay có những phương pháp gì để có thể giải quyết những mâu thuẫn? Đúng rồi, em đang thắc mắc cái đấy, đấy. Vì là em chưa lấy vợ nên em chưa biết như nào ấy. Cảm ơn anh đã chia sẻ cho em những cái mà em đang thắc mắc ở trong đầu, những cái câu hỏi cũng như là những cái mà em chưa được trải. Thì em nghĩ rằng là sau này em lấy vợ thì em cũng sẽ phải trải qua những cái dư vị như của anh thôi. Đấy. Cái này thì nó sẽ đến từ cái việc là một cái đầu tiên khi trong cuộc sống vợ chồng ấy, thì cái điều đầu tiên mình phải nắm được đấy chính là cái sự nhường nhịn nhau. Đấy, chồng nóng thì vợ nhịn, còn vợ nóng thì chồng nhịn. Đấy, trong cuộc sống hôn nhân cái điều quan trọng nhất là cái sự nhường nhịn nhau để bỏ qua tất cả những cái thứ khác. Đấy, cho nên cái điều đầu tiên là dù có xảy ra bất kỳ cứ một cái sự cố nào trong cuộc sống của mình thì cái điều đầu tiên là mình hai vợ chồng sẽ phải nhường nhịn nhau. Nhường nhịn nhau. Đấy là cái key đầu tiên. Cái key thứ hai nữa là hình như là em biết về thần số học đúng không? Em có. Em có học một chút về những cái đấy rồi. Thì cái này thì anh chia sẻ là trước đây thì anh học về DIC cũng là một cái phương pháp để mình nhận diện nhóm tính cách của đối phương của những cái người mình giao tiếp. Thì cái khi thứ hai đấy là chính là cái sự thấu hiểu. Sự thấu hiểu. Cái sự thấu hiểu. Bởi vì thực tế rằng là mỗi một người sinh ra ở trong cái cuộc đời này đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Cái này thì chắc có lẽ là nếu mà trong thần số học thì em biết đúng không? Ví dụ như anh là con số 5, ví dụ như thế đi. Anh là một cái người rất là bay bổng, anh là một cái người là không thích cái sự gò bó, anh là một cái người mà rất là năng động, thích tạo, thích cái sự phiêu lưu. Đấy. Nhưng mà ví dụ như là vợ anh đi thì là một cái người mà rất là thực tế. Đấy, thực tế, ví dụ như là anh ấy, ví dụ như là trong cái công việc của anh thì anh luôn lựa chọn một công việc là có thể mình làm trong cái giai đoạn này thì có thể 5 năm sau thì mình mới gặt quả. Nhưng mà ví dụ như là một cái người con số 7 đi, ví dụ giống như là bà xã của anh thì con số 7 là con người rất là thực tế, một cái người mang nhóm tính cách là thực tế. Đấy. Thì khi mà hai vợ chồng ví dụ như anh mà chia sẻ một cái thứ gì đấy, anh bảo là anh dự định anh làm cái công việc này thì ngay lập tức có thể là vợ anh bảo làm cái này nó có ra được tiền ngay hay không, làm cái này thì trong tháng sau nó có ra được kết quả hay không. Thì nó ví dụ trước đây anh chưa biết về thần số học, anh chưa biết về DIC thì gần như là mình cũng không hiểu cái vợ của mình tại sao lại nghĩ như thế, tại sao lại có suy nghĩ như thế. Mình có những cái tính mình đang tính toán như là, nhưng mà mình chỉ cần trao đổi với vợ mình một cái là có thể là bị gạt phăng đi ngay, ví dụ như thế. Thì cái này thì sau đấy thì anh khi mà trong quá trình mà mình đi học sau đấy thì gần đây thì anh biết được về thần số học, về nhóm tính cách ấy, thì mình thấy rằng là
cái lý do tại sao cái đối phương của mình lại là họ lại có những cái phản ứng như thế. Bởi vì thực tế rằng là mỗi một người sẽ có những cái ưu điểm, sẽ có những cái nhóm tính cách khác nhau. Thì nếu như mình mà biết được cái nhóm tính cách của đối phương, nếu như mình biết hiểu được cái thấu hiểu được cái đối phương của mình tại sao họ có những hành động đấy, thì mình sẽ gọi là mình chỉ biết là a, khi mà mình câu chuyện như thế thì mình đoán chắc chắn là cái người đối phương của mình người ta sẽ có phản ứng như thế, thì mình sẽ dễ dàng mình giải quyết hơn. Ngày trước thì có thể là mình luôn đổ lỗi, do cái người này không hiểu mình, rồi do cái người này có thể là sống ích kỷ, hay là do cái người này người này kia, đúng không? Nhưng mà khi mà mình hiểu về những cái đối phương của mình thì mình biết rằng cái lý do tại sao họ lại phản ứng như thế, bởi vì là họ có mang cái nhóm tính cách đấy. Thế cho nên là cái này thì nó đến một cái key thứ hai của anh theo anh là nó cũng rất là quan trọng, đấy là chính là cái sự thấu hiểu nhau. Sự thấu hiểu. Cái sự thấu hiểu, bởi vì là khi mà có được cái sự thấu hiểu thì mình mới có được cái sự thông cảm cho nhau, và mình mới biết được rằng là cái điểm mạnh của vợ mình là gì, điểm mạnh của chồng mình là gì, để mình phát huy được điểm mạnh và mình thông cảm với những cái điểm yếu của họ. Đấy. Thì anh nghĩ là cái này nó không chỉ là áp dụng trong cuộc sống vợ chồng mà có thể áp dụng trong việc giao tiếp với các mối quan hệ khác bên ngoài, với con cái, với bố mẹ, thậm chí là rất nhiều những cái lúc mà mình giao tiếp với người khác thì mình cũng cần phải hiểu được cái những cái đấy, thì anh nghĩ là cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Vâng, đúng không? Con người mình sinh ra là không ai có thể là dạy được mình. Nhưng mà mình phải nên học hỏi, đúng không? Theo em nghĩ là khi mà trưởng thành ấy thì mình nên đi học những cái khóa phát triển bản thân, thì em thấy nó rất là bổ ích cho mình ấy. Vì em đã học rồi nên là em cũng hiểu được phần nào. Hiểu được đối phương và hiểu tất cả mọi người. Nên mình cũng sẽ cảm thông và nhường nhịn họ. Đấy. Thực ra cái này thì giống như là anh em mình thì từ một cái nơi xa khác về đây, đúng không? Ví dụ như là cách đây tầm khoảng hơn 10 năm trước thì gần như anh không có một mối quan hệ nào ở Bắc Ninh này. Đấy, và như là em cũng như thế, đúng không? Đúng rồi. Đấy, và mình nhìn lại là sau những quá trình ấy. Mình sau một cái quá trình mà mình cố gắng, mình phấn đấu, mình phát triển lên mỗi ngày một ít, thì mình nhìn lại cái chặng đường của mình thì tuy rằng là mình gặp rất nhiều thất bại. Anh thì không biết em như nào, nhưng mà đối với anh thì trong cái công việc cũng như là trong cái sự nghiệp của anh thì anh gặp tương đối là nhiều những cái thất bại. Nhưng mà nhìn lại thì bản thân mình cũng phát triển hơn ngày xưa, ví dụ như tầm khoảng 10 năm trước thì mình phát triển lên rất là nhiều. Đấy, cho nên là có một cái câu là mỗi ngày chỉ cần tốt hơn 1% ấy, thì anh nghĩ là mình cũng sẽ sau rất là nhiều năm thì mình cũng sẽ tốt lên rất là nhiều. Đấy, cho nên là có thể là trong cái giai đoạn này mình gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều những cái thách thức, nhưng mà mình cứ đối với anh luôn tâm niệm là chỉ cần mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua là 1%. Có thể là mình chưa gặt hái được nhiều thành công về mặt kinh tế, về mặt tài chính, nhưng mà mình có thể là đối với mặt nhận thức, đối với mặt kiến thức của mình thì luôn luôn phát triển, đấy là cái sự ưu tiên nhất của anh. Người ta bảo là thất bại là mẹ của thành công, đúng không? Muốn thành công thì phải trải qua thất bại. Nhưng mà thực tế rằng là đối với anh thì có những thứ thì mình có thể học được thất bại từ người khác. Đấy, có nghĩa là bây giờ này, nếu mà mình có thể nhìn thấy cái bài học thất bại của người khác mà mình tránh đi. Đấy, ví dụ như là ngày trước khi mà cách đây tầm khoảng 2 năm khi mà anh khởi nghiệp, khoảng 4 năm trước thì anh bắt đầu anh thành lập công ty. Nhưng mà giá như có một cái người nào đấy mà có thể hướng dẫn cho anh về những cái bài học liên quan đến về tài chính này, về quản lý nhân sự, về vận hành doanh nghiệp. Mà có người chỉ cho anh trước và có người chỉ cái sự thất bại đấy thì có lẽ là mình cũng sẽ không phải trả giá quá nhiều. Đấy, cho nên là mình cũng có thể học được những cái bài học thành công của người khác, nhưng mà mình có thể học được những bài học từ thất bại của người khác. Đấy, cho nên là thất bại của người khác cũng là một cái thứ rất là tốt để mình học,
và mình tránh được cái thất bại đấy thì mình sẽ đi nhanh hơn thôi. Nhưng còn tất nhiên là sẽ có những thứ phải làm vào, và giống như kiểu dạng như là mình phải thất bại thì mình có được bài học, còn nếu mà mình không thất bại, mình không trải qua cái điều đấy thì mãi mãi mình không học được bài học. Thế cho nên đối với bản thân anh thì cái thất bại nó đến với anh thì anh luôn luôn đón nhận nó, và anh thấy là mỗi một lần thất bại như thế thì cả đằng sau nó đấy chính là rất nhiều những bài học về sau. Đấy, còn lại thì mọi người thì anh không biết như nào, nhưng mà đối với anh thì cũng thông qua cái việc thất bại thì anh lại học được nhiều thứ. Và thành công và thất bại, cho nên là đối với cái việc là mình thất bại thì anh cũng cảm thấy rằng là mình cũng biết ơn về những cái sự thất bại đấy, cho nên là luôn luôn đón nhận và luôn luôn làm sao để có thể là học được những cái bài học mới mà mình, để tránh đi những cái thất bại đấy. Nếu mà có cái thất bại nào mà mình cần tránh được ấy, mà mình tránh được ấy, thì mình nên tránh, chứ không phải là bây giờ là ví dụ như là bây giờ là cái tuổi nó càng lớn thì cái việc là không cái cơ hội thất bại của mình cho phép nó càng ít đi. Ví dụ như cái tuổi tầm khoảng từ 25 cho đến 30 thì thất bại thoải mái, đúng không? Bởi vì nó ví dụ lúc đấy là mình không có nhiều ảnh hưởng về con cái, ảnh hưởng về gia đình, thì mình hoàn toàn mình có thể trải nghiệm và mình thất bại. Nhưng mà đến cái tuổi mà từ 30 cho đến 40 thì anh nghĩ là cái sự lựa chọn thất bại của mình sẽ giảm dần đi. Không biết là em dần dần lên nhiều tuổi thì có thể em sẽ nhận được điều đấy, nhưng mà càng lớn lên càng nhiều tuổi dần thì cái sự cho phép thất bại của mình nó sẽ càng ít đi. Bởi vì thực tế rằng là ví dụ như là đến nhiều tuổi rồi mà mình vẫn còn thất bại, vẫn còn gặp nhiều những bài học thì không biết đến lúc nào mình mới tốt nghiệp được. Đúng rồi. Đấy, cho nên là anh nghĩ là mình càng trẻ thì mình càng phải thất bại nhanh. Có nghĩa là bây giờ là theo anh là đối, không biết là mọi người như thế nào, nhưng đối với anh thì khi mà mình còn trẻ thì mình cứ dấn thân vào, mình thất bại cũng được, không sao. Thất bại càng sớm thì mình sẽ rút ra bài học càng sớm. Và mình sẽ càng nhiều tuổi lên thì mình sẽ có càng nhiều kinh nghiệm hơn, càng nhiều bài học. Đấy, cho nên là ví dụ như là buổi chiều ngày hôm nay anh em mình có trao đổi việc là mình có liều mình mua nhà hay không, hay có liều mình làm cái này thì làm gì không. Đối với anh thì nếu một khi mà mình còn trẻ thì mình cứ làm. Đấy, mình cứ làm, mà mình có thất bại thì mình còn có nhiều cơ hội để mình làm lại. Nhưng mà đối khi mà càng lớn tuổi dần thì khi mình thất bại thì mình càng ít cơ hội để mình làm lại. Đấy, cho nên là càng trẻ mà mình càng có cái cơ hội để mình thất bại thì mình cứ thất bại thoải mái. Wow. Thì mình càng có nhiều bài học sớm, mình càng thành công sớm. Vì lúc trẻ mình chưa có rào cản quá nhiều đúng không? Đúng rồi. Lúc trẻ thì lúc đấy chưa có gia đình thì đúng có rồi. Thể hoàn toàn chưa có vợ, chưa có con. Đúng rồi, chưa có nhiều cái trách nhiệm, chưa có nhiều cái ràng buộc thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm. Vì lúc đấy mình chưa phải là trụ cột của gia đình. Ừ. Đấy. Vì mình chưa làm bố mà. Ừ. Ok, có nghĩa là không phải là ở đây là người lớn là không được phép thất bại, nhưng mà ý của anh là khi mà mình càng nhiều tuổi lên ấy thì cái cơ hội làm lại của mình nó sẽ càng ít đi, nhưng mà không phải là càng lớn là không thể, cũng như là bất kỳ ở cái tuổi nào mình cũng có thể làm lại từ đầu mà. Đấy, ví dụ có những người mà thành công nổi tiếng trên thế giới, họ ví dụ như là những người mà người ta sáng tạo ra cái chuỗi KFC ấy, thì ông chủ họ khởi nghiệp từ năm 86 tuổi thì, KFC. Đấy, thì cái ông chủ đấy mới khởi nghiệp à. Đấy, nhưng mà ý là những người mà lớn tuổi như thế mà thành công thì nó sẽ ít, cơ hội nó sẽ ít hơn đấy. Nhưng mà có nghĩa là ở đây là dù bạn ở bất kỳ một cái độ tuổi nào, kể cả bạn lớn tuổi hay không, thì cái thời điểm hiện tại vẫn là cái thời điểm quan trọng nhất. Càng nhiều tuổi lên thì cái cơ hội nó sẽ càng ít đi. Và...